Chào mừng tất cả các bạn nhỏ đã đến với chương trình Vầng Trăng của em. Với chị Ánh Trăng thì bất cứ lúc nào được gặp lại các bạn nhỏ là lại có cảm giác tràn đầy năng lượng, phấn chấn như là khi bắt đầu một ngày mới vậy. Có thật nhiều điều muốn hỏi thăm chúng mình này, kể cho các em nghe thật nhiều chuyện, mách nhỏ nhưng bí quyết khéo tay thú vị và đặc biệt là cùng nhau nhún nhảy theo những điệu nhạc lời ca. Không biết hôm nay các bạn nhỏ yêu quý của chị đã bắt đầu ngày mới như thế nào, nhưng bây giờ, trước hết chúng mình sẽ cùng khởi động với một điệu múa dân gian rất đáng yêu do các bạn đến từ câu lạc bộ nghệ thuật và kỹ năng Golden Kids biểu diễn nhé. Tuổi thơ của chúng mình là lứa tuổi hoạt động không ngừng. Hoạt động không chỉ giúp cho cơ thể khỏe mạnh mà còn có tác dụng phát triển cả kỹ năng, tư duy, trí tuệ nữa đây các em ạ. Khám phá, tìm tòi, sáng tạo chính là những hoạt động bổ ích giúp cho trí não phát triển. Vì thế, chị Ánh Trăng luôn lựa chọn những hoạt động sáng tạo giúp cho các em khám phá thêm nhiều điều thú vị. Hôm nay một gợi ý của cô và trò trường mầm non Bright Moon đã được chị lựa chọn. Hãy cùng đến với căn phòng sắc màu ngay để xem sản phẩm ngày hôm nay là gì nhé. Chào các bạn nhỏ, cô xin tự giới thiệu, cô là cô Thu Hương,
Cô đến từ hệ thống trường mầm non Bright Moon. Đồng hành cùng với cô ngày hôm nay có bạn Đức Trung và bạn Diệp San. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn các bạn cách trang trí đàn gà từ những nguyên liệu rất dễ tìm. Nguyên liệu gồm có tranh nền, bút chì, bút dạ, khuôn hình tròn, giấy màu, kéo, hồ dán. Đầu tiên, cô lấy giấy bìa màu vàng và khuôn hình tròn để làm thân của chú gà. Cô đặt khuôn hình tròn ở giữa giấy bìa. Cô dùng bút chì để vẽ các đường viền theo khuôn hình tròn. Vậy là cô đã vẽ xong hình tròn của mình rồi. Bây giờ cô sẽ sử dụng kéo để cắt đường viền của hình tròn. Cứ như vậy, cô sẽ cắt nhiều hình tròn có kích cỡ khác nhau để làm chú gà to và chú gà nhỏ nhé. Sau khi cắt được hình tròn, cô sẽ gập hình tròn lại làm 4 phần. Cô sử dụng kéo để cắt một phần còn lại, rồi gập xuống để tạo thành cánh của chú gà. Vậy là cô đã tạo xong cánh của chú gà rồi đấy. Tương tự như vậy, với các hình tròn khác, cô cũng gập lại làm 4 phần và sử dụng kéo để cắt tạo cánh của chú gà. Bây giờ cô sẽ sử dụng hồ dán để dán những chú gà vào bức tranh của mình. Giấy bìa màu đỏ và bút chì để vẽ mào gà và mỏ gà. Sau khi vẽ xong mào gà và mỏ gà, cô sẽ sử dụng kéo để cắt mào gà và mỏ gà. Cô sẽ dùng hồ để dán mào và mỏ của chú gà.
gà của cô sắp hoàn thiện rồi này. Bây giờ cô Hương sẽ vẽ thêm mắt và chân để cho chú gà thêm sinh động nhé. Thêm sinh động hơn, cô đã chuẩn bị đám mây và ông mặt trời để dán vào bức tranh chú gà nhé. Cô sử dụng hồ dán để dán đám mây. Để tạo sự cân đối cho bức tranh, cô sẽ dán ông mặt trời ở góc. Các bạn nhỏ ơi, chúng mình có nhìn thấy bức tranh đàn gà của cô có đẹp và sinh động không nào? Các bạn có thấy vui không? Hôm nay cô Hương đã hướng dẫn các bạn cách làm đàn gà từ những nguyên vật liệu rất dễ tìm. Cô mong rằng các bạn sẽ có thật nhiều những sản phẩm thật đẹp và ý nghĩa. Chúc các bạn thành công! Bây giờ, cô và các bạn sẽ cùng nhìn lại sản phẩm của chúng mình làm ngày hôm nay nhé! Chỉ từ vài tấm giấy màu thì một bức tranh 3D rất dễ thương đã hiện ra trước mắt chúng ta rồi. Phải công nhận là với trí sáng tạo phong phú thì bất cứ nguyên liệu gì cũng có cách biến hóa để trở thành những sản phẩm đáng yêu. Hãy nhớ đón xem chương trình nhé! Chắc chắn chúng mình sẽ có nhiều gợi ý thật độc đáo trong căn phòng sắc màu đấy! Còn bây giờ hãy cùng mở món quà tiếp theo của chị Ánh Trăng trong chương trình ngày hôm nay nhé! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
giấc nghi sen từ nơi thẳm sâu tận trong trái tim người Việt. Em từ trong miền thơ nhẹ nâng gốc sen, em tà áo mộng mơ ôm ấp tấm thân ngọc ngà. Chạm vào tim anh, tấm sen hay là tấm em, giữa đêm đen vẫn tỏa lan hương thơm ngát.
sen là loài hoa tượng trưng cho ý nghĩa cao quý, sự vươn dậy mạnh mẽ. Dù sống giữa buồn lầy, nhưng bông sen vẫn vươn lên để tỏa hương thơm ngát như gói gọn tất cả sự tinh túy của đất trời. Ngoài ra, hoa sen còn là loài hoa tượng trưng cho vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam xinh đẹp, thanh khiết, cao quý đấy các em ạ. Với ý tưởng đó, bộ sưu tập tơ sen của nhà thiết kế Nhật Thực vừa rồi là những mẫu thiết kế mang đậm giá trị văn hóa truyền thống, được cách tân từ chiếc áo dài, áo yếm, áo tứ thân của người Việt. Thật là ý nghĩa phải không nào? Phần cuối chương trình chúng mình hãy cùng đến với một bài hát mang đầy niềm tự hào về quê hương Việt Nam. Hãy cùng theo dõi tiết mục ấn tượng đó ngay sau đây nhé!
một bài hát mà từ giai điệu cho đến câu từ đều mang đậm bản sắc Việt Nam. Hy vọng các em đã yêu thích và cùng hát với các bạn nhỏ của chương trình. Chị chúc các em có một tuần thật vui vẻ và hạnh phúc cùng gia đình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại chúng mình trong các chương trình lần sau. Tạm biệt!